tổng hợp những tình huống giao thông gây bức xúc. Thời gian gần đây, nhiều trường hợp chạy ngược chiều trên cao tốc đã gây bàn tán trên các trang mạng xã hội. Đáng nói, không chỉ cố tình lái xe đi ngược chiều, tài xế bất chấp nguy hiểm, lái xe chạy trên làn đường trong cùng sát giải phân cách. Khi phát hiện các xe ở chiều ngược lại, tài xế này cũng không giảm tốc, ngang nhiên phóng tốc độ cao, ép xe khác đi đúng luật phải nhường đường. Có lẽ người điều khiển phương tiện lưu thông trên các tuyến đường cao tốc đều ý thức được mức độ nguy hiểm của các hành vi vi phạm, đặc biệt là đi ngược chiều trên cung đường này. Thế nhưng vì sao vẫn có rất nhiều chiếc ô tô tuy chạy cao tốc mà người điều khiển vẫn tùy tiện, vô tư như trên đường làng? Họ sẵn sàng chuyển làn mà không cần bật tín hiệu đèn báo. Thêm một đoạn video ghi lại tình huống giao thông vào 9 giờ ngày 29 tháng 8 tại ngã tư Quảng Xương hướng đi quốc lộ 1 tỉnh Nghệ An. Một chiếc xe tăng lệ đã vượt qua mặt khiến chiếc xe tải phải dừng lại đột ngột. Điều đáng nói chính là góc khuất của chiếc xe tải khiến cho chiếc xe gắn camera hành trình phía sau cùng ú ớ bạn tạ theo. Rất may mắn là đã không xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Nhiều người lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm những tài xế vi phạm như thế này. Còn bạn nghĩ sao về đoạn clip trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.